này thiện hiện như thế vì tất cả pháp không có một chút sự thật chỉ có giả lập các danh và tướng các đại bồ tát đối với chúng chẳng khởi điên đảo chấp trước thì đối với các thiện pháp có thể tự tăng tiến cũng có thể khiến người tăng tiến thiện pháp lại nữa thiện hiện nếu trong các pháp có pháp tướng thật như đầu sợi lông thì đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp chẳng nên biết vô tướng vô niệm cũng không tác ý tánh vô lậu rồi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột an lập hữu tình và pháp vô lậu vì sao này thiện hiện vì các pháp vô lậu đều vô tướng vô niệm vô tác ý này thiện hiện như thế đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an lập hữu tình ở pháp vô lậu mới gọi là việc lợi tha chân thật khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp thật vô lậu tánh vô tướng vô niệm cũng không tác ý thì vì duyên gì Thế Tôn từng nói thế này. Đây là Pháp Thế Gian, đây là Pháp Xuất Thế Gian, đây là Pháp hữu Lậu, đây là Pháp Vô Lậu, đây là Pháp hữu Vi, đây là Pháp Vô Vi, đây là Pháp hữu Tội, đây là Pháp Vô Tội, đây là Pháp hữu Tránh, đây là Pháp Vô Tránh, đây là Pháp Lưu Chuyển, đây là Pháp Hoàn Diệt, đây là Pháp Cộng, đây là Pháp Bất Cộng, đây là Pháp Thanh Văn, đây là Pháp Độc Giác, đây là Pháp Bồ Tát, đây là Pháp Như Lai phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao các pháp thế gian cùng với pháp tánh vô lộng vô tướng có khác nhau chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không bạch thiện thệ không phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao? Pháp thanh văn vân vân cùng với pháp tánh vô lậu vô tướng có khác nhau chăng? Thiện hiện đáp bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không? Phật dạy này thiện hiện pháp thế gian vân vân chính là pháp tánh vô lậu vô tướng vô niệm vân vân. Thiện hiện thưa bạch thế tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, hoặc pháp của các đại Bồ Tát, hoặc quả vị giác ngộ cao tột, chính là pháp tánh vô lậu, vô tướng, vô niệm, vân vân Thiện hiện thưa, bạch thế tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy.